Hello anh em, chào mừng anh em đến với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một con. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái này 62 dân riêng nha anh em. Vô. Ok, thì vô phần đầu trước nha anh em. Đây, thì khi có thằng em là nó đang thôi nó chẳng éo đi. Lươn lẹo. Chẳng éo đi. Của nó luôn. Màu em màu riêng này anh em gì cũng biết rồi. Đó, thì dàn chân trước, dàn chân nha. Vô đây. Dàn chân á thì là đang đi mâm cây 10. Đó. Ấm lón luôn. Thì quẹt cái liếm cái luôn á, mà quẹt tay này liếm tay kia nha, bụi dính không nổi. Thì xe lại đang đi một cái đĩa bọc rồ nha. À, vẫn xe là vẫn còn xài con heo riêng rồi. Thì xe thì full ốc G5 luôn rồi, cuốc sâu gì G5 hết, dàn éo cũng G5 hết luôn. Đây nè, trên này cũng vậy nè. Đó, thấy không? Cũng full luôn rồi. Thì ốc cốt đây nữa nè, đây đây nè, biết tại sao mà ngay đây có con ốc này mà còn con ốc này đúng không? Ủa chi anh? Đó, thì cái con ốc này á là dặn để siết cái cốt cho nó khỏi bị ra, còn cái con này á là giữ được cái con tán này nó khỏi ra khỏi cái cốt. Thì dặn để siết cái cốt cho nó khỏi bị ra, còn cái con này á là giữ được cái con tán này nó khỏi ra khỏi cái cốt. Có nhiêu đó thôi à. Mẹ nói chung là nhìn đẹp đúng không? Rồi, để sau đây nè. À, vỏ chuốt là cái gì đây? Vỏ chuốt đi vỏ nhiều gì? To lắm. Vỏ chuốt đi vỏ cam heo nha anh em. Cái này chắc cam heo rồi. Phải không? À đúng rồi, cam heo nè. Sao vỏ 60, 90, 17. 60, 90, 17 nha. Rồi, để sau. Mâm sau thì cũng vẫn đi làm mâm cây 10 bản 1.4. Rồi dĩa thì vẫn là dĩa riêng, ốc. Mấy con ốc cũng rồi là 5. Nhưng mà cái kiểu này bây giờ nó nhúng nhìn thấy đẹp đúng không? Heo thì vẫn là heo riêng nha, vẫn là giữ an toàn. Heo riêng. Rồi, còn vỏ sâu, vỏ đây. Vỏ chi te gì đây nè. Ở đây nè. Anh em. Hả? Rồi size vỏ thì vẫn là chắc mẫu này có 60 rồi. Bằng trước á. Đây nè, 60, 90, 17. Đó. Thấy không? Rồi. Xe này anh em nhìn thấy, anh em thấy giống cái con xe mà lúc trước mình quay ở dưới biển của một bạn ở dưới biển cũng 62 dinh rin. Vẫn đi gấp mê kích bôi luôn nha anh em. Đây nè, ở đây. Đó, gấp mê kích bôi. Thấy không? Cái gấp đây là bữa đó nó 1.950.000 á. Đây nè, đem nè. Đem mê kích bôi nè. Thì xe thì đang đi một cái gì Malay. Đây nè. Đó, nó có cái này kêu cái gì ta, cái gì bản quen hồi ban đêm nhìn soi lại thấy rồi đúng không? Làm xe này còn gì soi ta? Xe này đi tới đâu cũng nghe tới đó mà soi làm gì nữa. Rồi anh em vô đây. Cùi thì cùi nhôm. À, một cái cùi nhôm CNC. Mẹ sao cái cùi này nó màu đen ta? Mẹ hả? Mẹ đây màu đó không ta? Cùi CNC mà cùi ít một rồi nha. Nè có tim luôn nè, nhìn tôi mới biết luôn. Rồi, thì nhâm sinh dĩa là cũng rít leo.
biết leo luôn em à. Đây, cứ cũng biết leo mà sao cũng không rồi. Biết leo, sau này chắc mấy ly mày 9 ly thôi. 10 ly hay 9 ly? Phải không ạ? Biết nói không biết, thưa thốt mà nghe vỗ cột mà thưa thốt đó nha. Cho nghỉ mẹ một đi. Rồi anh em, đây sơn đít leo nè, tới đây. Mình nghe nói cái sơn này là chắc lắm. Khó đứt khó giãn lắm. Đây nè, đít leo nè. Sơn cũng đít leo luôn nè. Đó. Phục thì phục Racing Ball nha anh em. Một cái phục Racing Ball màu đen. Nói chung là xe này đi đồ thì thấy đẹp, ổn định á. Đó này là chủ vậy. Tới đây phòng máy nha anh em. Lòng thì xe đang đi một cái lòng lai nha. Lòng lai mà bị phay ngay vô đây rồi nè. Phay mất, chi mất rồi. 62 nha. Xe này đang đi trái 62. Đầu đây. Đầu phát tiếp. Nhưng mà nhìn kiểu nó bay màu rồi. Ở đó thấy rồi đó. Thấy rồi. Mình sẽ mắt thường nhìn không ra, mình sẽ quay vô rõ kìa. Rồi, số bắp thì đang đi số bắp là 20 23-25. Rồi một tăng cái tăng sơn kem. Rồi xe đang đi một cái cặp lốp FZ nha. Nhìn thấy cái màu đẹp đúng không? Nè, mình thích nhất cái mấy màu đây nè. Rồi cái này đi. Đó xe đang đi 62 mà đi cái cũ đời zin mà bấm cái nổ liền rồi. Mấy ông nào lúc nào cũng đòi cũng đòi độ, bỏ cái đòi độ. Rồi thì xe đang đi một cái xích bô mà bô đi này mở họng rồi. Nguyên tay đó này không để đi cho. Mấy ông lúc nào cũng đòi chân gỡ đít bự mà có chút ép không. Thì tới bằng gì ta? Nổ máy rồi. Đây nổ luôn nè. Thì xong cái bên mày nổ nó nổ đi luôn đi. Ờ. Nổ rồi. Nổ bên tì nó kiếm sao quý bên mắt hàng đào luôn. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.